hả? Ừ đúng rồi. Ủa cá này là nó sống trong đây tự nhiên hả chị? Ừ, cá mùa nước nổi này là nó vô nhiều lắm á. Ừ, cá cha này vô nó theo nước, con nước đó nó vô. Đó nó quậy kìa. Trời ơi. Hai văn lưới cũng sát cá quá à. Rất là. Ôi ơi ơi. Cái dính trước cơ, bự. Cá thắt lát hả? Ôi ơi, chị hiểu. Cái gì đâu? Cá thắt lát. Mấy trong ga này có nhiều loại cá lắm á. Có đủ loại cá luôn. Cái gì cũng có nha. Cá này, cá thắt lát này, nó sống trong đây nhiều chị? Nhiều. Nhằm theo cái bờ của Nhúc á. Nhiều khi vòng bờ nó nhiều thì nhiều luôn, vòng bờ thì nó ít. Mà ga này nó bị chìm rồi nè. Do nước nó vô nhiều quá. Ồ, bị chìm cao rồi. Mến chào đại gia đình thân yêu đến với kênh nha. À, bữa nay Út đi qua chị Ánh Học, chị Ánh Học dẫn Út Hiểu đi văng lưới, đi hâm lưới trong ôi trời, dính đi kìa, dính đi luôn. Ôi ôi cá này cá gì? Ôi ớt trời hả, quá trời luôn. Ừ, nhiều chứ hả, không biết đường gỡ luôn á. Em gỡ cái mình đi, em gỡ được một con rồi đó. Đây, bên đây cá bự quá, em gỡ em còn bỡ ngỡ nha. Mới gỡ lên cái dính liền. Cái này chắc anh Hai Văn dùng lắm, bởi nó dính, nó gói cục luôn đúng không? Ủa cá này là nó sống trong đây tự nhiên hả chị? Ừ, cá mùa nước nổi này là nó vô nhiều lắm á. Ừ, cá cha này vô nó theo nước, con nước đó nó vô. Đó nó quậy kìa. Trời ơi, được có gì? Hết biết. Anh Hai Văn lưới cũng sát cá quá. Chết rồi. Ôi ơi ơi, em có ra ngoài đi, có dính. Kìa dính trước cơ, bự. Cá thắt lát. Ôi hả? Ôi ơi, chị hiểu. Cái gì đâu? Cá thắt lát. Trong ga này có nhiều loại cá lắm á. Có đủ loại cá luôn. Cái gì cũng có nha. Cá này, cá thắt lát này, nó sống trong đây nhiều chị? Nhiều. Nhằm theo cái bờ của Nhúc á. Nhiều khi một bờ nó nhiều thì nhiều luôn, còn bờ thì nó ít. Mà ga này nó bị chìm rồi nè. Do nước nó vô nhiều quá. Đi hả? Ồ, bị chìm cao rồi. Dính vô cái xuồng cho nổi. Ôi con ốc kìa chị Hồng, mắc luôn chị Hồng. Bữa nay đãi đại gia đình mình món mới nha. Văn lưới dính đâu. Hai sợ hai đi, nhắm nha, em chưa kịp vỡ lắm luôn á. Nó
thăm cá rồi bắt ốc rồi anh Hai ngạc nhiên kìa, cái ốc bự 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 luôn kìa. Lưới dính đinh. Giờ gió nó thổi cái xuồng xuống nó tạt vô vô trong lưới cái gì. Đây là thăm ở trong đìa. Con cá lóc kiến. Trong đìa rau nhút quá cả nhà. Chìm xuồng, chìm xuồng. Đây trong đìa rau nhút. Cái phao hình như cái phao ở đằng kia đúng không anh Hai? Trời ơi, ốc bự quá kìa, ốc hiểu. Cái này nó... Ủa, ốc nguyên một cặp bự, bự quá chừng luôn. Ủa, sao dính như đây? Sao con ốc này nó bị dính như đây? Ủa, cá lâu kiến mà nó bự thì không nổi rồi. Đúng rồi, gió nó thổi ngược mình khó thăm lưới lắm. Nè, thấy gì chưa? Thấy cá chưa? Thấy gì chị? Ôi con ốc bự chà bá luôn rồi. Nè, hai cái con phi, cá lâu kiến. Nó hẹn nhau đứng cà phê đi da vào lưới, da lưới. Nè, để đây nè. Từ từ. Em này còn tươi mới dính. Cái này cá này nướng mọi luôn đi hết. Thôi, để xíu làm đi biết. Ăn gì mà lâu mới nấu. Dạ. Quá đã rồi, bữa nay chị Học dẫn đi văng lưới ở trong điện. Cái ham quá ha. Nước hình như nước giật xuống mình có tát đìa này nữa mà đúng không bà Học? Đúng rồi, nước giật xuống là mình bắt cá, đây có cá lóc nữa. Cá này hồi mình đã mưa ớt cho mình giúp nó. Bên đây là cá rô phi là cái tác hại cho giúp á. Vậy hả, sao vậy? Nó ăn để nào ạ? Keo á. Thì cũng hay như là cá rô kiến với cá rô phi là hai thằng nó hẹn nhau cái gì á. Ờ cái đó mồm ngứa hay là mồm ngọt chị? Nhìn nè, hai thằng lúc nào nó cũng cặp kè nhau vậy nè. Ừ, hồi nãy hết cặp, bây giờ hết cặp nữa. Hai này nó ngoại tình. Rồi nó lai like con gì ta? Không biết nữa. Nó chưa kịp lai like nữa là nó ra phải lưới của mình rồi. Mày. Sao gỡ ta? Có nồi. Nó đâm quá trời đâm. Ừ, nó quậy á. Bên đây phải đi văng lưới phải thăm liền ha. Ừ, để lâu là nó bị ấy. Mà em để tay lưới này chứ xíu nữa ra thăm là cũng có cá nữa. Tự lội vô chứ hơn đâu ai bắt nó đâu. Vô nó ăn rau đó. Vô nó ăn rau á. Đây là ta chồng con nhút á. Đại kỹ nhất là một cái là cá rô phi, hai nữa là ốc á, ốc bưu viền á. Hai cái đó là phá. Con cá rô phi này nó phá dữ lắm nè. Ừ. Đây ốc bưu viền nữa. Ôi chị Mai, chị Hồng có rớt cái mày con không. Ngồi khỏi luộc khỏi ấy mày. Trong đây còn cũng có cá hát lát nó vô đây hả chị? Có, mà bữa đây mình tát đây nó ít cá lát đó chứ bữa chị dân bên kia cả cá lát dính hay là mấy ký đem về làm chả mấy ký luôn. Vậy hả? Ừ. Ở cá hát lát mà nướng cũng ăn cũng ngon, thịt nó cũng dai lắm á. Nhưng mà xương nha. Xương hả? Xương, cá hát lát này xương nhiều lắm á. Nhưng mà ảo làm cá. Là mới hết con tay thôi đó hả? Mẹ ngu, mới hết con tay mà cá ăn không hết luôn. Một khoang xuồng này nè. Đâu, hành quả nè cả nhà. Ôi ơi, một khoang luôn. Mới còn một cái lát nè. Cá này nha. Ôi ơi, chồng chồng luôn. Bên đây nó bự kìa cha nội ơi. Cá đó nướng được không ta? Mình luộc xả cũng được. Có sình không? Không có sình. Còn sống hả? Còn sống. Còn sống hả? À, ăn được đó. Ủa cá lâu kiến nó bự kìa ông nội ơi. Nhưng mà mỗi lần tháo cá lâu kiến cả nhà là nghe lưới nó tẹt. Nè nó còn sống nè. Ờ, ổng vô trong lưới vô lò là banh lợp hết trơn. Bởi đúng thiệt mà,
phá gì mà phá. Cá này ốc thì mèn ngô, ốc bự không hiểu. Cá này mới vừa ngọt nè cả nhà. Ôi, trời ơi. Ôi. Cá hồi nay nó đúng là cá cồn ha. Cá cồn nó bự hơn bên em nhiều lắm á. Ủa lưới này là lưới gì thay? Ba màng mà lưới thưa đúng không anh hai? Vậy ốc thì ốc nữa chừng kiểu. Ủa sao kỳ vậy? Sao hai sao đây kiếm gì vậy? Kìa. Kìa, chị thấy sao sao kìa, cá lau kiến kìa, đằng kia cá rô phi nữa kìa. Mới mới đây mà chết rồi tàn. Mới mới văng từ sáng giờ cả nhà. Ngập nước á, nước đen vô lớn vô nó ập vô mặt. Chị ra nó kịp. Cá lau kiến này gỡ cái là xé nước. Sình rồi. Nó sình rồi. Mới từ sáng giờ mà nó sình rồi tàn ơi. Nó nhanh sình quá ha. Cái ốc bự kìa, ốc bự kìa. Bự kìa, ốc bự kìa. Rau nhúc. Lưới cá rau nhúc. Ừ, ốc nó bự kìa. Anh hai đâu cho cái nội gỡ ốc đâu. Anh hai đâu cho cái gì bả? Anh hai đâu cho cái gì bả? Đó thấy con cá đó nữa không? Đâu thấy đó chờ. Cái lưỡi kiến không hai. Em thấy cái lưỡi kiến nó bự nè trời. Ôi nó bự hơn cái mặt của Khẻo luôn cả nhà. Ôi trông trông. Quá rồi anh hai ơi, xé lưới của anh hai cái tẹt tẹt luôn. Cá lồng kiến không phải chịu. Hồi nãy giờ anh hai sót ruột lắm á. Anh hai sót ruột biết nói gì giờ, cá lồng kiến anh hai tháo có xé lưới không anh hai? Xé. Xé này phải như vậy rồi. Ừ, cá lồng kiến là banh lợp, banh lờ, banh lưới luôn. Quá quá. Cá gì đâu mà thấy ham thiệt chứ. Ừ. Cái này đợi chừng nào tác hầm rau nhúc cái này cái chị cho em hay em qua em bắt hôi với chị. Ồ vui lắm ta. Nước giật xuống á. Nước giật tác hôi vui lắm ha. Ừ cỡ hến tết là nhà chị hay tác mấy cái hầm cái hầm rau nhúc. Vừa được bắt cá mà vừa trồng rau nhúc trên luôn. Kìa còn con sống kìa. Không mới vừa đuối nước. Mới vừa cứng à. Mới cứng còn ăn được, còn cứu kịp. Nãy giờ cá lô kiến hơi nhiều luôn á. Cá này ủ mắm đã dữ lắm. Cá lô kiến ủ nước mắm nó đỏ dữ lắm luôn á bà Hồng. Ừ, ủ cá lô kiến nước mắm ủ cá lô kiến ngon lắm. Ăn như nước mắm chứ, nước mắm nam ngư vậy đó. Cái lô phi thì ủ nó chắc nó đen tại đúng vì rồi, cá lô phi ủ đen nha. Để ruột của nó đen. Ủ rồi phải móc ruột. Ốc kìa. Đúng rồi. Nhà chị là ủ cá lô phi móc ruột không á. Tại vì cá lô phi nhiều á, nhiều khi làm khô không hết á, đầu ủ đem ủ nước mắm luôn. Ốc một nồi luôn. Anh hai đâu có chơi vô hầm ốc đâu. Không có xuồng với lại gió đẩy xuống á, đâu có cơ hội đâu gỡ ốc. Hồi mình bắt đi. Bắt trong con nhúc nhóc luôn. Ừ. Ở bên đây cái gì cũng có hết á, chỉ có ốc là nhiều thôi. Ốc là nhiều nhất. Không hiểu nói gì cái đây cái gì cũng có hết trơn, chỉ có ốc thôi. Chị sao em thấy ồ hồi mình như cái này gần xong mà. Ủa con ốc nó bự kìa. Hồi nãy em thấy có con ốc đâu cả 4 ngón tay. Ủa 3 ngón chứ rồi. 4 ngón hơi lố rồi. Cái này mà mình để lâu xíu nữa ha là nhiều nữa. Bây giờ mình đảo lại mình thăm vòng đó nữa là dính nữa đó. Ồ thiệt. Hết rồi đó hai. Còn xiên á thì biết làm gì không? Lội trong đó đập chủng trong đó nó cá hết hồn nó chạy ra. Cái này nè, đảo thêm nửa tiếng nữa mình ra mình thăm lại có cá nữa. Là mình thăm lưới xong rồi đó cả nhà ơi. Cá món nè, cá lô kiến nướng, cá lô phi nấu chè. Trộn nhân nấu chè. Cá lô kiến ta nấu chè. Vậy là thăm lưới xong rồi cả nhà ơi. Thăm lưới xong rồi bây giờ Út với chị Hồng vô chế biến món ăn ngay lại gia đình. Con nó còn dịch cái gì mà nó lội kìa trời. Ôi cảnh này đẹp quá à cả nhà ơi. Con gì anh hai? Con bách ít rồi con về anh hai. À cái con gì nó bơi giống như con vịt vậy đó cả nhà. Okay.
Ôi coi nó bơi như con vịt vậy đó cả nhà ơi, con đó là con mến ít hả anh hai? Giờ cũng rửa cá rồi rửa ốc xong hết trơn rồi, giờ út ướp cá với ốc để út nướng nghe cả nhà. Chị anh Học đi lấy đồ rồi. Bữa có đại gia đình mình có anh chị nào đó góp ý cho út, nói là giả tiêu nhuyễn ra thì nướng con ốc ướp nó sẽ thơm hơn á. Bây giờ nghe lời em nè, không thơm là không lấy tiền luôn. Nay bữa nay là nhậu, là cái mồi này là nhậu xỉn luôn, quất cần câu luôn, cái này lên bờ xuống đê xuống ao nè, ao gâu nhúc rớt xuống đìa gâu nhúc luôn. Cả nhà thấy cái chòi chứa gâu nhúc này mình nhậu chắc lý tưởng cả nhà ha. Chị có ra đây nhậu không chị Hồng? Có mà nhậu không ở đây, mà không có nhậu ở đây được, nhậu ở đây chắc lên bờ xuống cuộc, mà chị không nhậu nghe mấy anh nhậu mà. Cái nhậu ở đây là tám nhóc với mấy anh rớt xuống đìa gâu nhúc không hay luôn. Này ốc thì út ướp sa tế nghe cả nhà, để vô tí tỏi với lại ớt nhiều nữa nè, bỏ mấy cá trắng vô em ớt luôn đi, để cái kiếm mình nướng không được rồi, mấy cá rô phi với lại rồi cá dảnh rồi cá bát rồi nè. Rồi út hiểu báo rồi cả nhà ơi, giờ chắc ớt hai hũ, cái này ớt hai hũ luôn đi. Ớt hai hũ luôn đi, tại vì ớt mấy con cá này nữa nè. Cá hát lé, cá lô kiến hiện hồi như nhét xả vô bụng nó nướng. Đúng rồi. Được không gì đâu. Em lấy bao tay nè, chọn cho mấy điều đi. Dễ thương dữ trời. Tôi quay lên đầu tư cho cả nhà coi. Tôi ngồi mà mơ tôi quay được cameraman của bên bạn Hồng che mưa cho Tư cả nhà chăm ơi. Sóc đặc biệt. Chăm sóc đặc biệt. Ở đâu mà dễ thương dữ trời. Đưa cái lưng này ai cưng miếng này. Cưng vô cái lầy. Cưng cho cái lầy. Thôi mình lấy trà tiêu ra đi, tự nhiên bỏ rồi. Hồi nãy đâm tiêu em quên. Đâm trà tiêu nướng rồi. Ướp trà tiêu nướng luôn. Giờ lấy cái chai ra luôn đi. Được rồi đó. Cái em muốn cái này hồi út xả sâu nướng nha cả nhà. Có chuyện cho chị làm nè. Chị ấy cái bịch tỏi với xả ra giùm em ơi chị Hồng. Tỏi xả với hành. Trong đó là mình mua hộp cẩm luôn rồi đó. Ủa hết luôn hả? Ừ. Để nó thơm. Trời. Mồi này nhậu chắc nhức nhối lắm nè. Lên bờ xuống ruộng. Rồi không phải xong, ốc lên bờ xuống ruộng không, mình còn lên bờ xuống gâu nhúc, xuống đìa gâu nhúc. Ừ. Cái này mình có để thêm dầu ăn không ta? Đó, hồi mình nướng á mình để vô. Ờ. Ốc xào sâu còn cá thì nướng lại nướng mọi. Cá nướng mọi nhưng mà ướp luôn. Tận dụng. Mình lúc nè em bỏ con cá lấy trên cái chai đó em mất luôn đi. Bên đây chị cá nhiều quá mà ốc cũng nhiều nữa. Ốc con nào con thấy bạnh bạnh không? Chị ra cho em bị ngứa à? Ốc ướp rồi nhìn đã quá ta. Dạ. Cá đâu? Cá từ từ, cá xương không nước rồi. Cá xương luôn á. Ở phía sau của Út Hiểu là với của anh bạn anh Hồng là
những người đàn ông đi nhóm lửa nè, đi làm đủ thứ chuyện trên đời hết trơn. Không có mấy anh này là không có làm gì ăn được. Thì đấy rồi tài nên đi xỏ. Lần đầu làm món này luôn. Ừ. Lần đầu tiên chị cũng thấy làm món này luôn. Đó, hai có hai người đàn ông để xài giặt. Dĩa đang kìa. Cảm ơn nha, em đội ơn anh nha. Mang ơn suốt đời. Thì á, anh luôn mà có vợ là chị buồn lắm. Hồi nãy chị còn cầu cho anh luôn nữa có vợ. Giai chồng ấy để đi vợ. Cái gì? Còn hồi nãy tính cho anh luôn á, ăn ấp bu vàng nướng rồi cái tính kêu là hái lọt nhắn lòng cho ông ăn chung cái. Hay mà quá. Họ tiêu mình còn á, cái mình hốt mình nhét vô bụng mấy cái luôn. Mình nữa ơi nghe mình xỏ gì vừa thôi. Xỏ một sâu gì vừa thôi. Vừa cái được rồi. Xỏ chặt quá nướng nó lâu chín lắm á. Đúng rồi. Xỏ thôi thôi ra đi. Đúng rồi. Rồi, thông minh vậy. Ôi, nghe một sâu vậy nè. Không sâu ốc của vàng nghe cả nhà. Sâu chỉ ghẻ hơn sâu em á, tại quá trời con luôn. Sâu em bán mắt hả? Ừ, sâu em bán mắt rồi. Làm lên cái nhìn cũng hấp dẫn quá cho bộ ốc bu vàng đó. Ốc ở đây nó ăn rau nhút quá cả nhà. Cái mấy cô mấy chú hái rau nhút đó, lúc mà đi cắt rau nhút á, cái bắt bỏ lên bao đem dục ra ngoài sông lớn á, để không, trong đây để nó ăn bờ. Hết. Ờ còn không thì bắt bỏ lên trên bờ. Để ngồi nó dưới nước nó phát sinh ra. Để dưới nước mà ốc này nó phát sinh ghê lắm, nó đẻ nhiều dần luôn. Trời ơi nó đẻ một lần biết bao nhiêu con mà nói nha. Ừ. Triệu con. Ở dưới đây giống như ở ngoài sông ha, dưới cái bè cái sóng nó trôi lên. Không có sóng nha, tại mình đi. Tại caramel nó nhỏ đó, đi cái nó chụp trền. Tại vì caramel nhẹ quá mà. Hồi cá này mình xỏ sâu mình nướng đi. Được cũng được. Một con xỏ 1 cây hả? Con xỏ 1 cây. Con xỏ 2 cây. Ồ, nó bự chà bá lửa luôn, nó bự như con ốc bu luôn, ốc bu đen á nha, chứ không phải là ốc bu vàng. Này mình đang ăn ốc bu vàng. Nhầm con á, đây trong ga mình kiểu như nhỏ nhỏ bắt hết á. Còn cái chỗ mà cái hầm mà để ta nuôi cá, con nào con nấy chà bá không luôn á. Vậy hả? Đúng rồi, tại trong đó nó ăn thức ăn này kia đó, còn không ai bắt nó đó. Này kia, nọ, đồ. Đúng rồi, nó thêm không ai bắt nó đó. Ê không hiểu, tính ra ốc bu vàng của bên mình toàn là nó bị đột biến, con nhỏ nhỏ không mà nó già lắm. Chạy qua chị Hồng nè. Ừ, qua đây mặc sức mà ăn. Ốc này nè nhầm chỗ người ta kiếm ăn luôn á. Bắt về kho xả. Cái ốc này nè nó ngon hơn ốc bu đen của mình đó. Nghe nói gì thôi nghe chứ chưa có ăn. Chị Hồng biết ăn ốc này không? Không. Vậy có gì đâu không biết thì mình bỏ vô họng mình ăn thôi. Bỏ miệng rồi mình nhai thôi. Xong rồi cái mình nuốt xuống. Rồi đó. Có đồ mà không biết ăn. Này, bữa nay qua đây báo chị Hồng chiến cả nhà. Ông hiểu đi tới đâu là báo tới đó. Em đi tới đâu mưa tới đó nữa chứ. Ừ, đi xuống Tiền Giang thì mưa Tiền Giang. Bão lũ lụt luôn. Nói gì mấy mốt không dám ai, không ai dám tiếp. Mốt gặp hiểu tới đâu thôi, đi về đi không tiếp, miễn tiếp khách với mọi hình thức. Cái này chắc cũng cỡ nửa ký à. Nhưng mà nãy mình lấy được cái 5 kg. Góc này mình lấy cái mời cái mài nó không nó còn ít xịu à. Đúng rồi. Rất nhiều chứ để ra còn ít lắm. Đúng rồi. Rồi. Rồi anh luôn quậy nữa rồi đó. Anh luôn quậy lần hai. Anh luôn lần thứ hai anh luôn. Anh luôn quá quậy vậy. Ôi. Cuối cùng xiên cũng gần xong rồi cả nhà ơi. Không, anh luôn xiên đưa cái bao tay cho anh luôn nhét cá rồi cả nhà. Giờ ngồi nhìn anh luôn làm nè. Thôi kệ, ngồi ngắm anh luôn làm. Không lộn. Ừ, ăn với mẹ vợ. Ờ, mẹ vợ vậy đó. Làm đàng hoàng như chưa. Nhiều khi anh luôn mà có vợ em buồn, em thích luôn.
Chắc vô nhà làm vợ nhà anh luôn luôn. Tôi không biết đâu, tôi không biết đâu lấy vợ. Tôi không chịu đâu. Thôi mà vậy thì ới cũng tội nghiệp cho anh luôn. Sau này già chị đâu có nuôi anh luôn đâu. Ừ. Vợ anh luôn nuôi. Ừ. Bắt mấy người gả anh luôn cho đi đi. Mà anh luôn gả anh luôn đi, mà có gì mà em cần làm tiếp thì anh luôn phải làm tiếp em nha. Tới như vậy. Ok, được. Rồi đó, gả luôn, nó kêu giá luôn đó. Heo hả? Cặp dịch hả? Gả luôn cặp dịch nghe cả nhà. Ai có dịch đó thì đem qua hỏi cưới luôn. Nói đi. Chung tầm 60 đổ lại, 20 đổ lên. 60 con đổ lại. Nó nói làm cái gì gả anh luôn gì mà giữ gì hàng ôn vậy mọi người. Làm như anh luôn tôi ới vậy nhưng mà thì ca ới thiệt. Em không nói gì tôi tổn thương nữa nên đừng nói tôi ơi. Nói gì khiến anh luôn tổn thương. Ừ. Chứ anh luôn với Hương gần chết vậy rồi đấy anh luôn nói. Ơi tự nhiên anh luôn làm ngồi nhịn luôn ngại quá à. Thôi ăn cho đại không? Cứ ngồi đó đi. Đó, thấy không? Em anh luôn tình nguyện mà. Em ngồi nói chuyện là anh vui rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Không, không, nãy anh luôn nói cho bộ hoài là em biết anh vui rồi. Ê bà Hồng, Hồng. Tôi thắc mắc kiểu như bà với anh luôn là sao? Ở sớm hay là sao? Gây như là cũng có dòng họ nữa đó. Dòng họ mười đó. Dòng họ nhưng mà kẻ thù phải không? Đúng rồi, dòng họ nhưng mà gắn là kẻ thù với không anh luôn, nhưng mình cũng có dòng họ lắm không? Cái đó anh cũng không có dành. Người lớn ta biết, chứ nhỏ nhỏ không biết, thấy dạng sớm thì chơi chung với nhau vậy đó. Chơi chung cũng ba mấy năm rồi, không ai chịu lấy chồng, lấy vợ hết. Đó, vậy luôn rồi. Ê, rủ nhau ấy chung nữa hả? Anh nói khi nào anh luôn cứ vợ là, trời ơi, tới cái vợ thấy thằng nhỉ không, cũng chơi chung với luôn, mới gian vậy. Cũng ế gian vậy luôn hả? Ừ. Trời đi chơi chung ế nhóc cho anh. Cái vậy gì mà anh ấy anh cũng để chung vậy? Cái bằng sao đây ta? Cái bí nặng. Ừ, cái bí anh luôn rất chi là nặng nha. Rất chi là nặng. Trời nhục mà luôn chứ à, chứ không. Tại từ á, từ hỏi nên mới trả lời. Ngồi chơi đi, anh nó làm ngồi ăn. Khỏi hỏi. Em đừng có nói chuyện. Không, nãy em mới nói là em ngồi nói chuyện anh cũng vui mà. Giờ anh không cần em nói nữa, em chỉ cần tùy em thôi. Thôi ngồi phải góp sức gì đó vô. Thôi góp giọng nói cũng được. Mà làm kiểu này cực ăn chắc ngồi ngon lắm á. Đúng rồi. Mình ăn ngon hồi chín luôn á, hay ngán thấy bà nội. Không, nói chung làm chín hết cũng ngon luôn ha. Ừ. Ừ. Đó, thấy không? Ừ. Sao em lấy con nó nhiều vậy, bán rẻ vậy hả? Bớt lại, bớt lại. Không. Sợ cái sâu xích xuống xíu. Ừ. Bán hơi rẻ rồi đó, con nó hơi rẻ. Ừ, ơi, một sâu này Út Hiểu bán bà nhiêu bà hiểu. 10.000 một sâu. Thiệt, nếu mà mình chịu mình mở quán nướng mình bán ốc bu vàng, đặc sản ốc bu vàng bán riết là cái đề gâu nhút của bà là không còn ốc bu vàng để bán nữa. Thiệt. Nó lớn không kịp luôn á. Tôi kêu sao ta? Tôi kêu là chạy cháy hàng luôn. Ờ nó lớn không kịp cho mình luôn á. Vậy tôi ngồi đó giờ thấy ngốc nó trời làm phần không? Này, ừ. Ê da, trời đâm vô tay. Tại đây ốc nó nhiều lắm. Đúng rồi. Mốt cái mình kinh doanh đó. Kinh ừ, mình kinh doanh. Sở xiên gì nè. Đúng rồi, chịu cực mình sở xiên mình ướp thì mình sở xiên bán. Nước đâm vô tay. Không bây giờ kinh doanh đi, giờ á chị đi bắt ốc, hiểu bán. Ok chưa? Mở quán. Rồi đó chị ta kêu ra ta. Kêu bằng cái gì nè anh luôn? Đầu tư hả? Chiến thuật kinh doanh hả chị? À, em marketing hả chị? Không phải, giống như là chị giao hàng cho em là kêu bằng cái gì nè? Shipper. Phải như là chị ở đợi ra nữa bỏ mối bỏ mối sỉ lẻ rồi. Bỏ mối chị ăn kiếm gì luôn. Ủa bà Hồng ơi, mắt bị gì vậy? Mới cắt mí nè. Mới cắt mí nè, còn bên chưa cắt. Chưa tiền cắt. Nó giỡn rồi chứ bị mắt bị kiến cắn nó sưng nữa cả nhà. Cắt mí mà không cần tốn tiền. Cắt kiến cắt mí miễn phí gì? Kiến cắt mí bị miễn phí. Anh hai thấy mồi này nhậu được không? Nữa hai đúng đẫm dứt sáng bắt lấy bắt để đi kiếm ốc thôi. Ừ sáng ốc bự bự không à, một dĩa luôn á, nhiều mấy cho lòi bán hỏng hết. Ơi nãy mình để hết mà giờ cũng nhiều kìa. Ừ kìa. Nhiều lắm. Ôi. Mẹ luôn khỏi tiếp đi hết rồi hả? Kiếm người này nướng trước kìa anh hai đi tiếp nướng cá lau kiến. Cộng dây chuối kìa, quắn bụng lại kìa. Khỏi đi. Khỏi đi. Caramel đi cắt cộng dây chuối cho quắn bụng mà cuối cùng không quắn luôn. Hả? Buộc caramel lại đi. Ai tính ra mình làm gì mà có mấy anh hai hay là có mấy ông đường ông vô làm sơm tủ quá ha.
vui ha. Vui nữa. Mình không cần làm gì đâu, mình ngồi. Ngồi cũng có ăn nữa. Ngồi nói chuyện là vui rồi. Ừ. Ta kêu luôn dành làm chi đó, lẽ là mình làm á. Luôn này anh dành chi. Đáng kêu đừng để em làm cho, mà mấy cái chuyện này em làm được. Anh Hai xuống, anh Hai thấy bén quá, anh Hai cũng làm xôm tủ luôn. Lên lấy cây gấp quyết liệt xuống mới được. Đụng tay hết. Chiếc này anh Hai nhậu cầu 10 lít. 10 lít, 10 lít xỉn không anh Hai? Hết thấy được. Lăn xuống đề cao nhúc luôn. Đó là mới vừa vừa. Mới vừa vừa hả? Trời ơi. Mày ngon. Chết rồi, tới công chuyện. Chết rồi, tới công chuyện Út Hiểu ơi. Rồi cái này Út Hiểu lên bờ xuống ruộng luôn. Bảy tầm bảy xong rồi cả nhà ơi. Không, em đã không có lên bờ xuống ruộng rồi, lên bèm xuống coi nhúc. Quá rồi, quá rồi, ngon cái này rồi. Mà uống bèo coi nhúc thôi no luôn. Cá lô kiến chín hết rồi, nãy giờ nhà chị Trân canh dùm chín hết rồi. Giờ Út gấp xuống nướng ốc nha cả nhà. Ủa cá này nó ngon kìa. Công nhận nó ú ơi là ú luôn, đúng là cá cồn. Bên đây là cá này nó từ sông nó chui vô á đại gia đình. Từ sông mình nó ở trong đây nó ăn đâu nhúc nè, người ăn mấy cái cọng nhúc. Mấy cái bèo á. Tâm đắc nhất là món này nè. Món này là dùng bằng tâm huyết luôn đó. Quá chừng ngon rồi. Nó xèo xèo ơi. Này đem bán được. Ai mua ốc? Út hỏi ai có mua ốc không, mình bán luôn nha hả Út. Có ai mua giao mồi bán không? Út bán mồi luôn nè. Mồi nhậu thì bao la. Số không để quay cái đầu ra đây nè. Ừ. Thông minh. Trời ơi, nhìn nhức nhói cái này tốn tiền lắm á. Mua cái là tiền chịu á. Chứ tốn tiền gì không? Tốn tiền bia rượu. Cái gì xả nó rớt cái nó thơm quá à. Chị Hồng ơi, chị nghe mùi gì chưa? Nghe mùi thơm rồi đó. Trời ơi, thơm quá chừng thơm luôn, Út Hiểu ơi. Nhưng mà nó còn vừa phập luôn. Ê, rồi. Mà nó hơi nổ dữ à. Chắc tiêu nổ hay sao á. Ừ, chắc gì á. Chứ mấy cái này nước nó nổ gì nó dữ, ngon quá ha. Nhìn hấp dẫn, chị biết ăn không? Không. Có gì đâu. Có gì đâu không biết, bỏ miệng nhai nuốt thôi. Đó, đó. Hay là ốc nước. Không chắc mình ướp có sa tế nó ra nước nó nổ á. Mà tâm đắc với món ốc luôn á. Ừ, nhìn nó hấp dẫn mà. Nếu em tính mua ốc bu nhưng mà thấy hàng chị ốc cũng bự bự không. Thì em lấy cái gấp em chở mấy cái đó. Ừ đúng rồi, đúng rồi, nó bị khét cái bên đó. Ăn cái này nè, ăn cái này là gịch té luôn. Té xuống đìa gâu nhúc. Ăn xong rồi bay xuống cái đùng. Hỏi vụ gì hết. Gần. Quá trời. Quá cứ rồi. Hấp dẫn ha. Ừ. Quá trời thơm, cái này uống bia uống rượu gì cũng bắt hết trơn. Cái này uống bia vô rồi ấy khùng luôn. Ải chỉ hả? Tầm bậy không có đâu. Ăn ốc là uống bia là bị đó. Không có đâu, bụng tốt cũng không có bị gì này đâu. Rượu á. Này 500 cái gì xì rượu. Xì rượu gì bà bán rượu bà gầu luôn, mới nói tao bán hết rượu rồi còn đâu nữa tao bán cho tụi bay. Bé sợ không có rượu, đủ rượu bán cho mình nữa. Đúng rồi. Ôi nước nó nhiễu chứ. Ốc này kho xả ăn cũng ngon chứ. Đúng rồi. Làm được ta, nhiều món lắm á. Tên gì ta? Nhúng giấm. Đúng rồi, ốc này ốc nhúng giấm. Hả? Ốc nhúng giấm nữa hả? Đúng rồi, ốc bu dèm này nè, người ta nhúng giấm ăn. Nó là giòn, cực kỳ giòn luôn. Thế chị biết. Chị thấy nhà chị mấy dượng chị đồ ăn á. Vậy hả? Ừ. Bữa nào làm thử món này đã được tiếp thu. Nhúng giấm á, cái thì cái làm gì mình nướng gì nè cũng lấy cái mời không nè. Nhúng giấm hay gì mà không có xả sâu, mình quên để vào ăn vô đây luôn rồi nè. Quên luôn. Ê, lấy vô ăn mình tha đi. Không sao. Cũng còn kịp, không muộn. Nó mau chín hơn á. Ừ. Tận dụng cái đó. Tàu chuối luôn cả nhà ơi. Thấy là chuyên nghiệp rồi đó. Quét gớt dữ chứ. Thân quét gì vậy? Em quét em nước qua một cái được rồi. Ê, dầu ăn gớt dữ là phật lửa đó nghe. Cháy à? Thiệt. Mình nhúm lửa bằng dầu ăn đó. Không minh biết đâu. Đó. Đằng nào mình cũng đem lên nướng lại à.
thấy thấy chưa, thấy chưa nè, dầu ăn dĩu xuống phật lửa lên nè, thấy chưa? Ê lên nói cho chở mọi người ơi, cái khác kìa, chở cái đó, gom cái đó. Hai đứa làm quá trời luôn, vui rồi. Đó, nóng. Ê mọi người ơi, ngập bè luôn rồi. Đây đổ vô đi miếng nha. Sắp sửa làm bóng đêm rồi cả nhà ơi. Chút xíu nữa hành ốc nướng bóng đêm rồi. Thấy chưa, xém nữa là hên có cái đồ gấp nào mới là bóng đêm hay chiếc này giờ. Anh luôn phải cháy trời. Luôn nó trời ơi dù gì đó. Đó, để lên nướng cái dầu sôi lên nó là chín rồi. Đó, thấy không? Dầu nhiễu xuống là phục lửa nè. Anh là lạng quẹt thôi, tới công chuyện nữa nè. Dầu ăn mình nhúm lửa cũng được luôn đó anh luôn. Nhúm lửa được. Cháy vừa. Nó cháy như xăng vậy đó. Nhưng mà nó không có cháy như xăng là không có Phật thôi. Nó cũng cháy liêu ghiêu, nó cháy không ghê lắm. Không biết nha, cái này mới biết luôn đó. Thiệt. Một cái kinh nghiệm cho mình đó. Kiến thức ta được tiếp thu. Ở bển chị, sỏ lụi này giống như bò nướng nó lốt quá ha. Ừ. Nhìn ngon nha. Cũng rất cái chi là này nọ chứ bộ. Thôi nãy mình lấy lá lốt mình quấn vô luôn là rồi đó. Ốc bù vàng nữa. Ê, ốc bù vàng. Không, mình lấy, sao không? Mình lấy lá nhãn lòng mình. báo luôn nữa mình ăn đấu tạo rồi anh luôn không biết báo tạo. Thôi đi, mình đừng có làm bớt báo lại đi, bớt báo lại đi, tội nghiệp anh luôn. Dù sao anh luôn cũng còn cứ vợ. Bác hai ở nhà cũng đang trong cái nội nữa đó. Bớt lá nhân lòng vô ăn nè. Báo quá báo rồi. Nay nãy giờ anh lặt rau cho mày ăn, bây giờ mày tính báo anh hay gì? Nó nãy giờ tính ra anh đang làm tiếp cho mày luôn. Đang sợ ốc rồi á, nhét cá vô cái gì, nhét cá vô họng tim. Nhét xả vô bụng cá. Vì đằng nào anh cũng có làm phụ mà đúng không? Ừ đúng rồi. Xíu à, thế là chính ổng cũng đưa cho ông Hiểu mấy sau ông ăn đi Hiểu để báo anh vậy. Cứ ăn đi Hiểu. Cứ ăn đi Hiểu. Ờ nó khét rồi kìa, để ra đây luôn đi. Ốc nó chín rồi nè cả nhà. Quá trời ngon rồi. Lấy ra phải mình test rồi chị. Đúng rồi, ốc này nó nhanh chín. Ngon không Đăng? Mà nó tiêu lại nè. Mà nó tiêu nhỏ lại luôn á. Mời cả nhà nha. Rồi, ăn dụng nữa. Nóng quá. Không mà ôi, vô biết lúc nào không bị nhót hết trơn. Đúng rồi. Ngày lại bắt chịu hao luôn rồi đó. Bắt chịu hao. Chịu hao ăn dụng á bà. Tự nhiên đồ vô nướng ốc mà ốc nó nhót. Ê ngon quá luôn, anh ăn chưa? Caramel đi ăn cắp cá cái gì à. Chắc luôn nè. Chưa hề nghe. Mới đụng vô à, chị quay lại trơn hành trình mà cưng ăn dụng nè. Người ta sắp gõ ngàn nữa thôi. À, sắp rồi ha, mắt con nào là tới công chuyện đó. Hồi cá mình để đây riêng bên. Ừ. Ôi, ốc này sao? Tính ra bán có tiền đó nha. Thiệt làm mà. Theo kiểu này bán được á. Bán quán nhậu được rồi đó. Mốt chắc hết nghiệp về bán quán nhậu với món ốc nướng. Nhưng mà tại cái này nãy mình không ướp gia vị thôi, chứ mình ướp gia vị còn ngon nữa đó. Đúng rồi, mình phải để thêm một miếng muối, đường, một ngọn nữa. Thôi mình đừng để đường, đừng để cái. Để miếng nước mắm nữa ngon rồi. Nước mắm. Nhưng mà tại vì làm thử lần đầu coi nó. Nhưng mà sa tế vẫn có vị mặn mặn nha. Đúng rồi. Thì chấm ướp nữa. Cái này chắc chín rồi đó Bươi. Nó chín rồi nè, nó teo rồi còn xíu luôn. Ồ, nó chín nó teo á. Cái mẻ đầu là mình chín hết rồi đó. Đúng rồi. Chính hết là gì mình vớt ra đi rồi mình để mẻ mới sao vô. Ngồi sống đâu, yên tâm đi. Trời ơi, nghiệp anh luôn vậy chàng ơi, anh đi dọn dẹp bãi chiến trường của Úp Hiểu với bạn Hồng dọn bài á cả nhà. Anh đi dọn dẹp. Nấu ăn là bài nguyên cái trại này luôn. Phía sau hậu trường là có những người đàn ông đảm đang nha. Chứ những người phụ nữ là dục bỏ rồi. Không phải dục bỏ trời, người ta đang nướng hồi nè, hồi nhậu nè. Ừ. Đó là vậy. Người phụ nữ đắm đen nãy không? Thôi mình uống cạn cho này đi. Khùng luôn. Mình mới là người phụ nữ đắm đen nè, biết làm người nãy không? Sau này mà mình cứ lấy chồng là chồng mới thương chết luôn. Vậy đó hả? Chứ sao nữa, chết luôn. Người ta làm mồi cho nhậu phải thương ta mới chết rồi. Chứ
có người phụ nữ nào biết vô biết mà làm nồi nhậu với chồng không? Có mấy đứa mình nè, thấy chưa? Mình làm sao mình nhậu chung với chồng luôn. Hai đứa quậy luôn. Công an bắt hai đứa luôn. Đi kịp bắt không nữa, hay đuổi ra khỏi nhà luôn, đứa báo luôn. Chính là nửa tay dữ lắm rồi. Không không, còn cái bề rồi, cái cây đó đâu rồi ta. Cái này phải cái bếp nhỏ nhỏ này mình vừa để lên, mình vừa nướng vừa nhậu không hơn. Ừ, chắc không kịp đâu. Chắc không kịp để chín đâu. Chứ kiểu mồi ngon vậy sao mà kịp để cho nó chín được. Ồ, cái đầu của mình chiều nay vậy, hơi gần khói luôn. Là mồi này thứ gì cái này ốc ma mình nướng không được đó. Ốc ma mình tỏ tàu mình nướng gì thôi. Ừ. Cái gì vậy chị không biết ốc ma nữa nha. Ốc là con ốc sên đó. Ý là không có biết ăn đó. Ở đây thấy nè mấy bụi chuối này nè nhóc trơn á. Ừ. Bắt bữa nào nấu cà ri ăn. Từ. Được mà. Thiệt, ngon lắm. Em ăn rồi. Nấu cà ri cay á. Ở đây nè hai mấy bụi chuối nè nhóc hết trơn á. Ngon quá cả nhà ơi. Tôi ăn dụng nó cả nhà, tôi ăn ốc. Ngon quá. Sực ở sau phía sau camera. Tôi phải làm quyết liệt vô chứ đây hồi quay nhìn miệng chảy nước miếng chết. Sau lưng thì có một người đàn ông đang đâm muối ớt. Hay nhiệm vụ đó giao lại cho người khác luôn rồi, cả nhà ơi bán cái à. Hiểu chỉ ngồi 8 phát thôi với chở ốc. Cái này là cũng phải là cái sự kêu bằng cái gì này to. Đảm đen lắm mới được ngồi điêu cái này đó đúng rồi. Đây, cái lơ mơ. Lơ mơ là khác như chơi á. Đi hết đi, mình đúng rồi. Đó, dầu gớt xuống nó nhảy phật lên á. Ngon quá. Mò này nhậu bén, mò bia bén lắm. Ờ. Nãy mua hai con rất rượu đế à. Thì hiểu đâu là phật gì đó rượu đế. Cái mồi này mà không nhậu sao được, không hiểu suy nghĩ toàn là món nhậu không à. Em mỗi lần em qua đây là chỉ hồng nhậu, qua đây là chỉ hồng nhậu. Mấy con này chắc nó chín rồi. Ừ, chín rồi đó. Đặt quay lại, cây gấp tới chị quay lại. Trời ơi, đâm muối ớt xong rồi cái bắt đầu hả, súng nhau gì nè cả nhà. Thôi tự nhiên rồi cái lên men gì đăng cái đăng cái mớ xong tự nhiên em bỏ đây bỏ này nướng ngoài đó luôn. Nướng khác. Đồ chua là bu vô. Hai đứa quýnh đồ cái nhà cho giúp em luôn. Trời ơi, mời đại gia đình nha. Thèm chết. Mà mời anh hai với trời, để anh hai tôi nướng nướng cá rồi cái hả lay ngồi nhau ăn đồ chua. Mời anh hai nha, nè nhìn cái hả. Đuôi bay cắm miếng đưa được. Cho anh hai với Út Hiểu ơi. Thôi anh hai không ăn đồ chua đúng không, không biết ăn đúng không hai. Nè anh hai nhìn em ăn nè. Anh hai nói đúng rồi, không có ăn đồ chua, có trái mè nè, không cho trái mè. Anh rồi hả? Nha. Đúng rồi. Ừ. Ôi cà na nữa kìa. Đứng trên. Ủa có cà na hả? Có luôn. Đâu cà na đâu. Hèn ơi. Hình như cà na này là anh luôn đi hái trộm của ta đúng không? Hái vườn của bà con. Hết thấy mặt, hết thấy đường đi luôn. Ôi. Tôi mất rồi. Hết đường rồi. Ta đi mất ra ngoài á. Nó sừng muốn hết thấy đường luôn rồi. Cái này là người ta đi cắt mí à, ăn mí mắt. Vô cốc. Ôi, vừa chua mà vừa cay quá trời. Đi à. Nghĩ đi. Ôi cái nhà ơi, nhìn cái nhà. Bắt đầu mình dịp phong, mình chấm phong, bắt đầu mình bỏ miệng nè. Thì mất trước công trên mạng đâm chén ngứa có 4 chén á. 4 chén hả? Nhưng mà rất ngon ha. Ngon đúng không? Mà nó cay ha. Chị nhìn ngồi đi nhớ mẹ quá, ngồi thôi. Ngồi cay kìa, con nó hết kìa, anh đâm cho cố vô. Ờ tính kìa, tự em đâm luôn á đâm. Không ai đâm luôn, không ai đâm luôn á. Ôi làm xâm tủ vậy hả? Kìa bà cà em bán nhiễm nước miếng được không? Đâm mới ớt rồi làm gì rau sống mà chưa gì hết thấy bài rồi đồ chua ra rồi súng nhau vậy nè. Hết chiếc muối luôn rồi. Rồi nhậu nhạt gì nữa. Rồi nhậu nhạt gì nữa. Chứng tỏ muối ớt ngon đúng không Di Đăng? 10 điểm. Ừ. 10 điểm cho chén muối ớt.
mới tết để khác lắm. Ăn đi ha nè, rồi tụm vô đây ăn đi, ở đằng bên kia nó khét nghẹt hết trơn à. Khét đâu khét, cá đúng nướng rồi. Bóng đêm. Nhàn đi đi nhà. Chua không về đỡ ra qua đồ khác. Ừ, mắt sưng quá sưng rồi bà Hồng ơi. Mới cắt bị, nào? Bị. Chưa có tiền cắt hai bên. Ờ, chưa có tiền cắt hai bên. Con kiến này chắc con kiến đực nè, chứ con kiến cái là nó cắn hả hai bên rồi. Anh hai nhúng ở chỗ đó kìa. Mình lắc thử cơ bẹ còn chắc không? Để chút nữa mình có nhậu mình thỉnh biết đường đi nó không té được. Chạy vậy? Chạy vậy? Ôi, sau thời gian anh hai nướng cá, anh luôn nướng ốc thì bây giờ cũng ra được. Anh Hồng giúp hiểu đâu? Anh Hồng giúp hiểu xỏ sâu. Người ta cũng có nướng chứ bộ. Thôi mình vô xương xương cái đi nghe mọi người. Trời ơi tôi gót vụ không ơi. Rung rồi. Uống đi. Vừa vừa thôi. Cái ly bự gót đậy đi nè, uống cho lòi bánh hồng luôn. Trời ơi. Ê rượu khan hiếm nha, có 1 lít một đó. Trời lũ đi cho ta. Nè con có chị, con có chị. Trời ơi. Trời ơi, gót nó đổ. Trời ơi. Chết luôn rồi. Không có được nhuyễn rồi nha, chuyển tài đi nha. Chuyển nè, chuyển anh luôn nè. Hết luôn nha. Vô. Vô. 2 3 vô. Đùi ai nó dỗ nha. Có đùi cá. Trời ơi. Ăn ốc đi thầy. Mình ăn cá lục tiếng đi, còn bóc đi. Nè, bữa nay cái chén này luôn nha, đi đồng không có chén nè cả nhà. Mồi bén, mồi bén. Luôn làm tôm tủ vậy hả? Luôn hả? Trời ơi. Gót rồi. Gót sẵn, gót sẵn. Ốc này ngon lắm luôn. Mày rồi, ăn dụng rồi. Chuyện cá đi. Sao anh Lung làm sâm tủi vậy? Ừ. Gót nguyên con cá luôn. Mời đại gia đình nhậu nha, đại gia đình ơi. Gót nhẹ dữ ha. Ăn không không ngon. Mới này nha. Này là caramel của Ánh Hồng cả nhà ơi. Caramel báo. Caramel báo. Ăn rồi báo chứ làm được gì. Mượn ly luôn Hồng. Ờ, đắt cho nên dặn như vậy. Ly có dặn không? Rồi dặn mình nên uống hết nửa một vụ bây giờ. Thôi, bớt dặn. Ê, người uống người không là buồn lắm nha. Dạ. Còn cái này gót cái trời. Đâu đi, mời con phải có rượu chứ. Tôi xin ly với trời. Kè. Đâu ta mẹ ly đất ruột đứt gan bên kia. Đất ruột đứt gan nãy giờ. Ly này của ai? Có luôn, có luôn. Cái caramel riêng nữa hả? Vô gà. Hai chị em. Vô chung nè. Vô. Cái caramel ăn cái chén bà lớn đó hả? Vô. Vô. 2, 3. Vô. 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 Mời đại gia đình nha. Tôi mời đại gia đình nha. Ê mà công nhận cá thì anh hai làm ăn ngon ha. Tại mình đâu làm đâu. Ừ. Trời ơi. Rượu ngon quá cả nhà ơi. Đồ miếng ốc phải tròn lên đây. Trời ơi. Giữ thằng. Mọi bé. Trời ơi. Ừ, Út Hiểu uống rượu gì mà ngay ngọt xanh, ngọt sớt. Ủa, luôn các bạn. Uống hết chưa hả? Vô chị hết đi. Ngon không các bạn? Mọi bé không? Rượu này của bà nào bán à? Cái chỗ. Rượu táo hả? Đâu hẻm á. Rượu táo. Ngon anh hai ha. Rượu quá ngủ ngon ra. Chị Hồng hát tặng cái giả anh bà. Về này, về hôm giờ này chưa có xỉn, chưa hát được, mà xỉn hát được. Làm dâu rồi. Không nè, xỉn mới hát được. Là xỉn mới hát được hả? Mới uống mấy ly cơ, mặt của bạn Hồng ánh ánh hồng đỏ đỏ lên, lên nhìn đẹp gái quá tàn luôn nè. Trời ơi, uống cái ly bự mà bé lớn hả? Trời ơi, gót cho luôn gạo hả? Bảy hồng. Anh ơi, có 1 lít đó anh. Đấy. Anh uống anh gót anh chừa em với anh. Uống mấy ly luôn á. Nè anh hai đưa đưa giùm em anh hai. Luôn dữ lắm mà luôn làm tài để bán cái bớt. Quyết liệt mới được có 1 lít rượu đó. Mình đi đồng ra đồng tuốt mà đồng có 1 lít đó anh gót cho quyết liệt vô đi. Nè, rồi cảm ơn anh. Cảm ơn luôn. Đã làm gì nè, đừng có đổ mình chiến quỷ biện thôi. Cá lô kiến nướng nha cả nhà. Rồi gót rượu là bị quýnh à. Anh gót hả? Không bưng chén lên. Bưng chén nữa. Bưng chén lên vậy. Bưng lại chén rồi gửi đây. Gửi đây, ừ, gửi đó. Gẹo luôn ghét à. Tự nhiên tao anh luôn ăn, ngồi nhúng miệng vậy. Có mình anh luôn ăn, ai cũng ngồi nhìn hết trơn.
ngon không anh Luân? Ngon. Có ai thích củ chưa? Anh Luân mới gót đó. Để anh Luân gót đi chứ để không hiểu gót đổ tùm lum hết. Dạ nữa hả? Cầm cái ly là vô khăm ly cái. Để mà kiến. Còn cái con cá lươn kiến con trứng hả? Con kiến này kia trứng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà con này nhóc trơn. Đúng rồi. Không, con này nó sinh sản thấy ghê lắm. Nhưng mà tôm thì mình cần thả mình để bảo tồn nha. Đúng rồi. Cá này không cần thả đâu, tại vì nó quá nhiều rồi. À. Bớt một thả được không? Nó chua. Cái gì chua? Xài hả? Không chấm muối nữa. Ừ. Cảm giác thằng là vô mốt. Trứng này cũng trứng cá. Mà bé không anh Luân? Bé. Ngon. Cục trứng cắt lát vậy em cố. Trứng ngon lắm. Đó nó nhét rồi. Nhét rồi. Nó riêng hai đồng trứng, trứng thứ ba kìa. Ủa? Gì cá lâu ký mà? Trứng cá kiến này, trứng cá lát. Cá lát hồi nãy có cái chùm trứng cá lát anh nhét vô bụng cá lâu kiến á. À, hèn chi người con. Không, không, sớm anh đâu lấy ăn đâu, hèn nó lọc. Thì ra là nấu á. À, thì ra là anh ba. Chứ hồi nãy em thấy là con cá lâu kiến với cá lâu phi hai con nó cặp với nhau mà tự nhiên giờ rồi ra đâu cái cá lát. Là thấy nó cắn cắn nữa rồi. Ăn mà bỏ luôn trứng không? Thôi. Không mà trứng cá lau kiến này không có ngon. Ai nói ngon? Không ngon lắm, mấy trứng gà, trứng bột không à. Vậy hả? Đó, trứng trứng bột. Theo em ăn trứng lại thích ăn trứng cá cô đồng nhất. Nè, cho em hai cái trứng đó nè. Ủa sao không ai biết ăn trứng chưa? Em ăn gì ra cha rồi, ăn biết nhiều con cá lau kiến chưa? Phải công nhận một điều là cá lau kiến này sinh sản ghê thiệt. Đúng rồi, trứng này chưa chín gì cá, đây. Cá lau kiến với lại ốc bươu vàng á, chưa chín. Hai cái nó còn mềm lắm. Trứng nào nó đục à? Trứng nào cứng á. Ăn trứng mềm vô vẩy chết à. Biết thì nó không biết còn mềm, để nói mà không thể chỉ lại nữa. Chắc tiền trước. Vô quậy thở. Vô. Vô, vô quyết liệt mới được luôn. 2 3. Vô. Vô đại gia đình đây là con nữa. Hết. Hết đi, hết đi. Hết kéo cái còi ra mình kéo mà. Chị Hồng đi theo em đi, bị lây. Uống rượu mà phải kéo cái ác ác vậy. Uống vô lòng đời nha. Ý dạ. Nó bị bự quá. Uống cho phùng hai má lên luôn. Anh luôn ghét lừa thằng thằng Đăng bởi vì gót dữ thằng. Gót cho anh hai có nửa ly à, gót cho Di Đăng một ly luôn. Gót gì mới vừa bụng tôi. Sơ hả? Mày ngủ tao nhậu hả? Hôm nay cho mày nhậu tàn hình luôn. Thôi nãy giờ bà Caramel nó báo uống mà không ăn được gì. Phải là... Trời bà nghĩ ăn đi. Ăn dụng nãy giờ no rồi. Muốn ăn thì lấy xào ốc rồi ăn đúng không? Hả? À? Nhậu là không cần ngồi nha. Cho Caramel đi. Nè mời Caramel nha. Rồi vậy cảm ơn cưng luôn. Đâu rồi không thấy. Rồi cảm ơn. Rồi, mời cả nhà ăn ốc tư nha. Xỉn luôn, chắc nó lọt hầm nữa quá. Ngon không tư? Ngon quá. Ê, cái thau ốc này nhậu thôi được nhiều ly luôn á anh hai. Tư uống ly. Một ly lần con. Ly lần con. Hết tại à. Trên chỉ cần mua hai sâu thôi nhậu hết trơn cái chai rượu á. Cái này nguyên bên như đây chắc có hùng ngủ à. Canh 10 lít á. Không, canh 20 lít á, hay là 50 lít á. Trời ơi. Lào đờm hay gì, uống dữ vậy. Chứ đếm thử có bao nhiêu sâu. Nhiều lắm. Uống cho lòi bán họng ra luôn, đếm bao nhiêu ly. Một sâu đó là nhiêu ly. À, mà công nhận nha. Đếm thử biết nó hoài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ly. Một, ý là một sâu á, một người uống 12 ly á. Rồi bao nhiêu chai rượu cho đủ. Rồi mà công nhận em ra đồng đó là ăn gì, uống gì, ăn bốc gì, chưa ha. Lại ngon nữa. Nãy giờ tính đâu ăn đũa đâu. Đũa mình để cho có màu mè thôi. 1, 2, 3, vô. Mà cái đây nữa không? Giờ mình kéo nữa không? Hết ly này Út xin phép được up clip mấy anh em nhậu tiếp nha cả nhà. Bữa nay không sai không về nha mọi người. Dạ thì clip của Út tới đây là tạm dừng. Cả nhà có yêu mến thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chốt nha cả nhà.
kính chúc đại gia đình mình có thật nhiều sức khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại clip sau. Bye bye. Trời ơi, chết chết. Trời ơi, sao đất không vậy? Nó bừng vô đó. Ăn hết lúa luôn rồi kìa. Thì ra nó bư hàng, nó muốn tẩu thớt mà sai lầm rồi cưng. Ừ, nó cắn rồi. Đi vô vô. Con lụm rồi. Mở hàng vậy là ngon rồi ba để ơi. Con cầm mấy cái con dính cho. Con cầm dính cho. Hiểu hiểu mình bao đi. Tập bao đừng gặp.